Hi, chào đến anh em ngồi chia lớp mình nhặt tàu S8 à, rất vui quay trở lại các bạn ở trong video ngày hôm nay à, hôm nay mình mới xử lý cái vụ mic mới đây, không biết là nó có ngon lành hay không à, nên video này mình sẽ là video test mic thôi à, rất là bắt mắt với cái hình ảnh hình nền đồ hấp dẫn của Gaina đúng không. Thật sự người làm event, người làm sự kiện lần này thật sự hết sức là chăm chút đúng không, khi mà làm một cái khung event với tới 10-11 cái hồn vũ khí rất là đẹp mắt, thật sự rất là cuốn hút, rất bắt mắt đấy các bạn ạ. Mình thật sự ấn tượng với cái khung nền vừa rồi. Trong thì cụ thể cái sự kiện đấy nó sẽ nằm trong cái sự kiện đây đổi quà hấp dẫn đây đúng không, sẽ có những cái gì đây là đá chuyển hóa trang bị rồi. Ok, cái này mình nhớ hôm qua mình đuổi rồi cơ mà nhỉ, xong hôm nay lại vẫn còn nhỉ. À đây đuổi rồi đây đúng không, à như vậy là ngày mai ngày kia thì mới có các bạn ạ, chứ không phải là hôm nay đúng không. Thì có ông công sớm quá rồi. Đổi mảnh hồn khí này là một trong thứ mình nghĩ rằng cần lưu tâm một xíu rồi. 268 mảnh này đổi đến một hình sắp bùng cháy hoặc là một huy hiệu này à, theo mình thì không đắt lắm. Huy hiệu hồn sách này thì dành cho ai nhỉ, mình nói luôn cho các bạn nào chưa biết là mình nhớ không nhầm là dành cho Art Crimson rồi. Ok, lại là một cái thính nữa, có thể gọi là cái gì nhỉ, giúp cho chúng ta đoán được một phần nào là Art Crimson nó sẽ ra mắt, nhưng mà thực sự thì cũng không chắc chắn đâu các bạn ạ. Chứ còn mình nói luôn là mình nhớ không nhầm, đây cái này chắc chắn là của Art Crimson rồi. Hồn sách bùng cháy nào, mình nhớ đến 9 phần là của Art Crimson. Còn ai vào đây nữa đúng không, đang không có liên quan gì đến chít hỏa các bạn nhé, đang không có hồn hạp hồn nhiếc gì cả liên quan gì nhá. Hôm nay hoàn toàn không có sự kiện gì cả mà nó lại cho đổi hai con hiệu hồn sách đúng không, đáng nhẽ nó phải cho đổi đều đều, hoặc là nó chỉ cho đổi toàn bộ sách hoặc là toàn bộ hồn hiệu đúng không. Này độc một hồn hiệu độc một hồn sách, chắc chắn phải tập trung cho một võ sĩ nào đó. Cá nhân mình nhận định đây là thính của Art Crimson. Đấy là một trong những cái gì nhỉ, nhận định của chuyên gia cắn thính rồi. Ok, còn tạm thời mình sẽ vào mình kiếm đổi lâm lục môn cú lạ các bạn, em xin lỗi lâm duyên ngầm của cú lạ đó. Thú thực với các bạn là Gaia nó update lục môn suốt từ 3-4 hôm nay mà mình chưa lâng được lục môn của Kula, chưa lâng được ngũ môn luôn vì vẫn còn thiếu một tí đồ với cái thằng ca phẩy. Rất là cái gì nhỉ, mệt mỏi đấy các bạn ạ. Rồi ok, nó không có cái đồ mình mong muốn rồi, mình đang cần kiếm màu tím. Thế này không ăn thua, lại phải đợi một chút nữa. Rồi mình sẽ thử làm mới phát lưỡi xem nào. Cao thủ mua hàng rồi lại mà vẫn không mua cái hàng này. Đây nó lại ra cái khiến này đúng không, ăn thua gì hoàn thua bạn ạ. Đấy cho mình phải chờ thôi các bạn, đấy, vì duyên ngầm nó là như vậy các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì mình mới bắt đầu đang lâng Omega Rugo lên thôi đấy, rất là rộng rãi đúng không, như đúng cách chơi của mình từ trước tới nay rồi. Ok đấy, chuẩn bị lên lục môn rồi, à cái gì là nhị môn rồi, còn lục môn Omega Rugo thì còn lâu. Rizalith thì mình cũng sắp đủ đồ lâng lên rồi, thiếu xíu xíu thôi đấy, nhưng mà nó không quan trọng bằng việc lâng đẳng vào ca phẩy trước. Nâng đẳng của ca phẩy mình còn nâng lục môn của Kula. Để còn mình chắc chắn khẳng định lục môn của Kula là khỏe nha, rất khỏe. Đây thiếu tương đối nhiều nhưng mà ít, mà không mua bằng vàng thì quét màn thì rất là phí các bạn ạ, rất là tốn kém. Thật sự mình không có ý định dùng vàng để à không biết không có ý định dùng thể lực để quét cho đủ lượng mảnh đấy, mà mình sẽ mở từ những cái hoặc là mua vàng hoặc là mở từ các dương mà ra thì nó sẽ mình nghĩ là tốt hơn. Rồi mình kiếm ít mảnh cho cái gì nhỉ, Chrysalis. Hôm nay thì cũng có sự kiện quét màn thường để phục vụ cho vòng đua Shami, hay gọi là Shami phiêu lưu các bạn, một cuộc phiêu lưu của Shami, xem mình sẽ đi được mấy vòng. Hôm qua chạm ngưỡng cửa thiên đường các bạn ạ, gần được 4 vòng luôn, hơi nhọ một xíu, mình gần được 4 vòng luôn. Rồi ok, thử tí xem cái gì nhỉ, hôm nay hên hay xui. Theo cá nhân mình nhận định thì hôm nay mình từ sáng giờ đang là một ngày tương đối bình thường, không hên cũng chả xui. Nên là cũng không biết cái gì nhỉ, vòng quay này nó có bình thường không đây. 1, 2, 3, 4, rồi ok, tuyệt vời ông mặt trời. Lục luôn này, mình sợ nhất là cái hố đen đen này các bạn này. Đấy. Và mèo thần tài là thơm nhất đấy, 1, 2, 3. 45, tuyệt vời mặt trời đúng không, 50 kim cương bằng cái combo đấy, lục tiếp, lục tiểu phụ. Rồi hôm nay cái gì nhỉ, đi Shermie tương đối hên, chúng ngô kim cương nếu như mình không nhầm.
ngon lành luôn. Lục tiếp đấm nhau à? À bắn tù tì, quên quên, không phải so tài. Rồi phát này xem nào, hai là cái gì à? Ba là chết em này đúng không? À được 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 đấy, được được đấy đúng không? Rồi không sao, con mèo đen này cũng được, mình không sợ con mèo đen này đâu, chỉ sợ đúng cái hố thôi các bạn này. So tài này còn tốt hơn bắn tù tì, bắn tù tì nó cho cùng lắm bạn 50.000 vàng, còn so tài này mình ăn chặt 100.000 kim cương. À quên mất, 100.000 vàng thôi. Vì đội hình của mình chắc chắn là thắng đúng không? Eo 2 3 5 7 đều ngon mà nó lại rơi vào 2. Rồi, eo gà rán đâu, gà rán chôn ghê. Eo công chôn ghê, toàn hai đều đều này làm ăn gì? Rồi hy vọng tối hôm nay sẽ rảnh cái gì à? Làm tí clip cho các anh em coi về cái PK cái gì bỏ chọn gì đấy đúng không? Bỏ chọn cái gì cấm chọn chứ quên mất. Cấm chọn thì mình cũng chưa biết thể thức nó ra làm sao đâu các bạn ạ. Nên là làm video gọi là trải nghiệm của anh em thôi, chứ còn đâu không muốn chia sẻ chứ biết cái gì cả. Thì đã biết gì đâu mà chia sẻ. Rồi tạm thời thế thôi các anh em nhá. Test test video test thì mình xin phép dừng lại đây xem chất lượng thế nào đã.